Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trung Đông bùng nổ, Iran tuyên chiến với Israel, khẳng định ủng hộ Hezbollah. Theo báo Dân trí, Iran tuyên bố mọi phong trào vũ trang do Tehran hậu thuẫn ở Trung Đông sẽ đồng lòng ủng hộ Hezbollah và cảnh báo Israel sẽ phải hối tiếc. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cho biết tất cả các lực lượng kháng chiến ở Trung Đông sẽ đều ủng hộ phong trào Hezbollah. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Israel ngày 28 tháng 9 tuyên bố thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong cuộc không kích một ngày trước đó. Hezbollah sau đó đã chính thức xác nhận thông tin này. Toàn bộ mặt trận kháng chiến trong khu vực đều đứng về phía Hezbollah và ủng hộ họ, ông nói. Theo ông Khamenei, mặt trận kháng chiến sẽ quyết định tương lai của khu vực Trung Đông với Hezbollah đang ở tuyến đầu. Ông cũng nói rằng Lebanon sẽ khiến Israel phải hối hận về hành động của mình ở Trung Đông và kêu gọi tất cả người Hồi giáo ủng hộ người dân Liban và Hezbollah trong cuộc đối đầu với Israel. Ông nhận định Israel đã không rút ra được bài học từ cuộc chiến kéo dài gần một năm qua ở Gaza và hiện lặp lại những sai lầm tương tự ở Liban. Ông cho rằng trận chiến ở Liban sẽ khiến Israel hối tiếc về hành động của họ tại Trung Đông. Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn nguồn tin cho hay, lãnh đạo tối cao Iran đã được đưa tới một khu vực bảo mật với các biện pháp an ninh tăng cường sau khi thủ lĩnh Hezbollah bị thiệt mạng. Các nguồn tin cho biết Iran đang liên lạc thường xuyên với Hezbollah và các đồng minh khác trong khu vực để xác định hành động tiếp theo. Hiện chưa rõ mặt trận kháng chiến ở Trung Đông do Iran lãnh đạo sẽ có động thái đáp trả Israel như thế nào. Hồi giữa tuần này, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở ở Mỹ dẫn lời truyền thông Israel cho hay IDF, lực lượng phòng vệ Israel, đã phát hiện thấy khoảng 40.000 dân quân Iraq, Syria và Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn, tập trung quanh khu vực Syria và cao nguyên Golan. Động thái này làm dấy lên nghi ngờ về việc nhóm dân quân đông đảo này có thể đang chờ lệnh để tiến công vào Israel. Trước đó, phía Israel tuyên bố quân đội nước này đang chuẩn bị cho kịch bản một chiến dịch tấn công trên bộ có thể xảy ra ở Liban. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng đất nước ông sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình ở Liban, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn từ các nước phương Tây. Mỹ nói về khả năng Israel tấn công Lebanon trên bộ, Iran yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn. Theo báo Vietnamnet, hai quan chức Mỹ tiết lộ Washington nhận thấy khả năng xảy ra một cuộc tấn công trên bộ có giới hạn vào Lebanon khi Israel di chuyển lực lượng đến biên giới phía bắc đất nước. CNN dẫn lời một trong hai quan chức Mỹ ngày 28 tháng 9 cho biết thêm đánh giá mới của Washington dựa trên việc Israel điều động binh sĩ và cho dọn sạch các khu vực gần biên giới với Lebanon. Tuy nhiên, hai quan chức Mỹ lưu ý Tel Aviv dường như vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc có thực hiện chiến dịch tiến đánh trên bộ vào nước láng giềng phía Bắc hay không. Trước đó trong ngày, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel IDF Peter Lerner cho hay quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc xâm chiếm trên bộ, nhưng đó chỉ là một trong các phương án đang được cân nhắc. Mục tiêu đã nêu của Tel Aviv là đưa hơn 60.000 cư dân trở về nhà của họ ở miền Bắc Israel giáp Lebanon. Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeh Iravani đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức họp khẩn cấp sau vụ IDF hạ sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah của nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah trong một vụ không kích lớn bằng bom phá Ponke ở miền nam Lebanon hôm ngày 27 tháng 9. Trong một lá thư gửi Chủ tịch Hội đồng Bảo an ngày 28 tháng 9, ông Iravani đã kêu gọi 15 nước thành viên của Hội đồng bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể lên án các hành động của Israel. Phái viên của Tehran cũng cảnh báo các thế lực thù địch không nên tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào các đại diện và cơ sở ngoại giao của Iran. Hội đồng Bảo an hôm ngày 25 tháng 9 đã nhóm họp theo kiến nghị của Pháp sau hàng loạt vụ nổ thiết bị liên lạc cầm tay của các thành viên Hezbollah trên khắp Lebanon trong hai ngày 17-18 tháng 9, tình nghi do Israel tiến hành và các vụ không kích của IDF mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mô tả là ngày đẫm máu nhất ở Lebanon trong một thế hệ. Xung đột toàn diện tại Trung Đông không còn là cảnh báo. Bất chấp những lời kêu gọi từ quốc tế, các động thái ăn miếng trả miếng giữa Israel và phong trào Hezbollah
vẫn không hề hạ nhiệt, đẩy người dân Lebanon đến ngưỡng nguy hiểm, đặt Trung Đông trước nguy cơ xung đột toàn diện. Ai và giải pháp nào có thể khiến cả hai bên cùng buông súng, hạn chế leo thang căng thẳng tại khu vực này? Ngày 25 tháng 9, ngày thứ ba của chiến dịch tấn công quy mô lớn mà Israel thực hiện nhằm vào Lebanon, tiếng súng xuyên biên giới vẫn chưa dừng lại. Chỉ trong một đêm, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, không quân nước này đã triển khai hơn 250 máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch không kích chưa từng có vào Lebanon. Chiến dịch với mật danh Mũi tên phương Bắc đã phá hủy một lượng lớn vũ khí và khí tài của Hezbollah, làm thay đổi cán cân lực lượng tại khu vực biên giới chung Israel-Lebanon. Theo đó, hơn 250 lượt máy bay chiến đấu đã phóng khoảng 2.000 quả tên lửa và đạn pháo, tấn công hơn 1.500 mục tiêu của Hezbollah tại 200 vị trí khác nhau trên lãnh thổ Lebanon, tập trung ở khu vực phía nam và thung lũng Pika ở miền đông. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định chiến dịch không kích hai ngày qua đã làm suy giảm đáng kể sức mạnh của Hezbollah. Ở chiều ngược lại, phong trào Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo Fadawan vào lúc 6 giờ 30 ngày 25 tháng 9 giờ địa phương nhằm vào trụ sở của cơ quan tình báo Israel gần Tel Aviv. Trước đó, trong ngày 24 tháng 9, Hezbollah đã phóng hơn 300 quả tên lửa tập kích nhiều khu vực ở phía bắc Israel. Tính chung trong hai ngày 23 và 24 tháng 9, Hezbollah bắn tổng cộng hơn 500 quả tên lửa về phía Israel và lần tập kích hỏa lực ác liệt nhất của Hezbollah vào Israel kể từ khi giao tranh bắt đầu bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Căng thẳng dọc biên giới Lebanon-Israel đã leo thang kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023 sau khi lực lượng Hezbollah ở Lebanon phóng rocket vào Israel để ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine ở dải Gaza. Israel đã đáp trả bằng pháo hàng nặng nhắm vào đông nam Lebanon. Các động thái đáp trả cứ liên tục diễn ra giữa hai bên, nhưng đặt giữa lần ranh giao tranh lại là sinh mạng của hàng nghìn người vô tội. Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc không kích của Israel vào Lebanon trong hai ngày 23 và 24 tháng 9 khiến 558 người chết, trong đó có 50 trẻ em và 94 phụ nữ. Số người bị thương là 1.835 người, gồm nhiều dân thường. Đây là số thương vong vì chiến sự tính theo ngày nghiêm trọng nhất tại Lebanon trong hơn 30 năm qua. Sau dải Gaza, Lebanon trở thành điểm nóng thứ hai về nhân đạo với những sinh mệnh vô tội đang bị ảnh hưởng bởi xung đột và giao tranh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong một tuyên bố cảnh báo nhân loại đang tiến gần đến điều không thể tưởng tượng, một thùng thuốc súng có nguy cơ nhấn chìm thế giới. Lebanon đang bên bờ vực thẳm, cộng đồng quốc tế không thể để Lebanon trở thành một Gaza khác, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh. Phản ứng trước cảnh báo này, ngày 24 tháng 9 giờ địa phương, tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 ở New York của Mỹ, các nhà lãnh đạo toàn cầu đã kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực tàn phá Trung Đông trong nhiều tháng qua. Trong một tuyên bố chung sau khi kết thúc cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm ngày 25 tháng 9, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Iraq và Jordan đã chỉ trích các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon, cảnh báo động thái này đang đẩy khu vực vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Ngoại trưởng các nước cũng kêu gọi giảm căng thẳng nguy hiểm trong khu vực bằng cách chấm dứt xung đột tại Gaza. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng thông báo sẽ triệu tập phiên họp về tình hình leo thang ở Lebanon vào sáng sớm 26 tháng 9. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc một ngày trước cho rằng ngay cả khi tình hình leo thang, giải pháp ngoại giao vẫn có thể thực hiện được. Thế nhưng, liệu ngoại giao có phải là giải pháp khả thi khi bất chấp những lời kêu gọi từ các bên, tiếng súng vẫn vang lên dọc biên giới Israel-Lebanon? Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Bouhabib đã không ngần ngại chỉ trích phát biểu của Tổng thống Mỹ vừa qua là không đủ mạnh mẽ, không hứa hẹn khi Mỹ là quốc gia có ảnh hưởng, có thể can thiệp, tạo ra sự khác biệt ở Trung Đông và liên quan đến Lebanon. Trên thực tế, Mỹ và các nước trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập cho đến nay vẫn chưa thành công trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến kéo dài gần một năm qua ở Gaza giữa Israel và Hamas, một đồng minh của Hezbollah. Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng cộng đồng quốc tế phải đảm bảo lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và chấm dứt các vụ tấn công của Israel ở Lebanon trước khi chúng nhấn chìm toàn bộ khu vực và thế giới. Có lẽ khi những động thái kêu gọi vẫn không thể ngăn chặn được giao tranh, thì trong màn mưa bom đạn, hàng nghìn người dân Beirut vẫn phải di dời và chạy trốn. Điều họ lo sợ nhất là một cuộc đổ bộ của Israel vào miền nam Lebanon,
một tương lai bất định hơn đã phủ bóng cuộc đời của những người dân Lebanon sau hàng chục nghìn người dân tại dải Gaza. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!